Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với channel Bất Động Sản Đông Anh Sóc Sơn. Em Hùng đang có mặt tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Lộ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Em có thông tin căn nhà. Lô đất này thì đã có nhà cấp 4, nhà xưởng. Với diện tích là 93,3 m², mặt tiền là 4,25 m, nằm ngay trên mặt trục chính trải nhựa này. Đây là đường trục chính liên xã, được kết nối từ đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh xuống tới D. Cách đây tầm 200 m, phía dưới kia chính là mặt D. Còn đường này để di chuyển thẳng vào đường Cao Lỗ, trung tâm thị trấn huyện Đông Anh. Đường trục chính, ba xe bên tránh nhau, có vỉa hè. Lô đất này thì có hướng tây, có vỉa hè, mặt kinh doanh. Ngay phía dưới kia chính là cổng chào thôn Đường Nhạn. Đây là toàn cảnh khu dân cư tại đây. Với tầm tài chính là 4 tỷ 750 triệu, để các anh chị sở hữu được bất động sản này. Các anh chị quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ cho em Hùng theo số điện thoại 0978 444 393. Ngoài thông tin bất động sản huyện Đông Anh và huyện Sóc Sơn, em Hùng cung cấp dịch vụ đo đạc, đăng ký biến động đất đai, chưa tách sổ đỏ, cấp sổ đỏ lần đầu và hỗ trợ tài chính. Các anh chị quan tâm thì liên hệ trực tiếp hoặc bình luận ở bên dưới của video này. Video ngày hôm nay của em xin kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các quý anh chị ở những video lần sau.